Thư thư tứ nhĩ ý túc trong 37 phẩm trợ bồ đề là gì? Có tên gọi nào khác hay không? Tứ nhĩ ý túc á, thì còn gọi là tứ thần túc. Thì cái ích thí đó, ích thí ở đây đó thì cái nghĩa đen là ý muốn, nhưng mà cái ý muốn ở đây đó nên hiểu là cái ý muốn của một vị chứng thiền, tức là cái tứ nhĩ túc này đó. Cái túc á, túc là gì? Túc đây là cái ba đá là cái chân. Ích thí là cái ý muốn. Ích thí là cái ý muốn. Nghĩa là cái gốc rễ, cái nền tảng, cái cơ sở để cho một cái vị hành thiền á có thể đạt được cái ý nguyện của vị đó. Hay là mình nói một cách thông tục dễ hiểu, đó là đó là bốn cái nền tảng để cho một vị hành thiền có thể hóa hiện thần thông. Mà thần thông ở đây đó là cái khả năng, cũng là cái ước, cũng là cái muốn thôi, cũng là cái muốn thôi. Thứ nhất á, bốn nhĩ túc đó là gì? Dục, cần, tâm, thẩm. Dục, cái chanh đá, xin nhắc lại nha. Cái dục ở đây á, nó không có liên quan đến không liên quan tới ái nhé. Cái ý muốn ở đây, cái dục nó không liên quan tới ái. Bởi vì cái vị chứng thiền thì vị đó đã xa lìa tham ái rồi, cho nên cái dục ở đây nó không liên quan tới ái. Đừng có nghĩ cứ cái dục nào mình cũng gán vô cái ái hết thì không phải. Đầu tiên á, cái dục á, tức là phải vì nó phải muốn cái đó. Ví dụ như vì đó muốn muốn đi trên mặt nước, thì khi vì đó đầu tiên là vì đó phải muốn nhập vào đề mục nước, nhập vào đề mục đất, thì vì đó nhập vào đề mục đất, sau đó vì đó xuất thiền. Và bằng cái năng lực tâm định á, vì đó muốn thôi, vì đó muốn cái mặt nước đó hãy trở thành đất, thì khi đó vì đó có thể đi trên mặt nước. Bởi vì khi lúc bây giờ cái mặt nước nó trở thành đất đối với vị đó đấy. Đó là cái dục như ý túc. Cái thứ hai là cái cần như ý túc. Cần ở đây là sự nỗ lực và tinh tấn, tức là vị ấy phải nỗ lực để mà vị ấy chứng thiền, và vị ấy phải nỗ lực để mà vị ấy đem cái muốn của vị đó, của một cái của một vị chứng thiền đó, để đem cái muốn đó nó biến trở thành cái hiện thực. Đó là sự cần, đó là sự nỗ lực. Còn tâm á, tâm tức là phải có cái tâm tương ứng với cái tầng thiền của vị đó. Ví dụ như là muốn vào sơ thiền thì phải có cái tâm tương ứng với sơ thiền, có những đặc tính của sơ thiền, rồi tâm của nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đấy, tức là mình phải có cái tâm phù hợp với cái tâm kiên cố phù hợp thì mới có thể hóa hiện thần thông được. Còn cái thẩm á, quý măng xa xa má, thì nó thuộc về cái trí tuệ, tức là vị ấy phải biết cách, biết quán xét, biết làm sao để mà mình chứng đắc được cái tầng thiền đó. Ví dụ như vị ấy phải biết cách làm như thế nào đó để chứng đạt được sơ thiền,
Rồi từ sơ thiền đó làm sao để chứng lên nhị thiền, rồi từ nhị thiền làm sao để chứng lên tam thiền, từ tam thiền làm sao để chứng lên tứ thiền, rồi tứ thiền á, rồi phải ví dụ như một vị muốn hóa hiện thần thông á, là vị ấy phải có trí tuệ để mà biết được là mình phải thuần thục 10 ca si ná đấy. Cho nên là bốn nhĩ túc đó là bốn cơ sở để mà hóa hiện thần thông.